em mình cùng nhau vào livestream sang xe với em nha các chị ơi. Thế chồng nào của em thì mình nhanh tay lên đơn thật là sớm nha, em để bên em tư vấn cho các chị mình luôn nha. Rồi cái em đầm nhung này này các chị, đẹp quá trời quá đất luôn á. Váy nhung thì nó mềm mại này, mịn màng này các chị, mặc lên phải nói là siêu mát luôn ha. Và với cái gam màu xanh coban như thế này, với cái gam màu xanh navy như thế này thì thật sự rất là tôn dáng của cả nhà mình luôn ha. Vừa tôn da vừa tôn dáng luôn này các chị. Và em đầm này ngày hôm nay sale chỉ còn có nửa giá thôi à các chị ơi, rất là rẻ luôn. Cả nhà cùng nhau vào livestream với em nha các chị. Cả nhà mình thấy bài livestream với em chấm bài tương tác liền giùm em cái nha. Thấy bài live chấm bài tương tác giùm em cái, đặt hàng thì mình comment liền phía dưới cho em nha. Mã số sản phẩm kèm luôn cho cái số điện thoại là được luôn nha các chị. Rồi bây giờ mẫu đầm đầu tiên em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1407. Đầm đầu tiên em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1407 nha các chị ơi. Hôm nay sale 50% chỉ còn có giá bao nhiêu này các chị? 149.000 đồng luôn. Cái vải nhung này các chị ạ. Trời ơi, cái mặt vải của nó nè, mềm chưa? Rất là mềm, rất là mịn cho cả nhà mình luôn. Khóa kéo hay nằm đằng sau lưng cho cả nhà mình luôn ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã số là 1407 nha, giá có 149.000 đồng thôi đó các chị yêu ạ. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em để bên em tư vấn cho các chị mình luôn ha. 1407 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được cả nhà nha. Em chỉ chốt nhanh trong bài livestream hôm nay thôi, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Chị khách nào mà đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giúp em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn ạ. Mã hàng với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Chốt nhanh trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài cả nhà. 1407 sale luôn, 149.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay. Vải nhung nha các chị ơi, mềm mại mịn màng mặt mát nha. Phối cho mình nguyên hàng cúc phía trước, cúc này cúc cách điệu thôi nha các chị, không có cài được ha. Và khóa kéo phía sau lưng kèm hẳn cho cả nhà mình luôn hai cái túi ở hai bên như thế này nè. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1407 nha các chị. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1407 ạ. Chị khách nào mình đặt hàng đầm này của em thì mình nhanh tay lên đơn thật là sớm nha em, để bên em tư vấn nha các chị. 1407 với số điện thoại cho mà đồ ha. Trời ơi, mặc lên trắng tôi luôn các chị ơi, coi giãn nè. Đầm này mấy màu em, lúc trước em về thì hai màu của chị có màu đỏ đô nữa, nhưng mà em đã bán hết màu đỏ rồi, em chỉ cần cho chị yêu mình là cái màu xanh navy như vậy thôi. Mã số 1407 em cho chị Thái Như nha. 50 cho tới tầm 60 kg là mặc được cái mẫu này á chị ạ, rất là đẹp luôn ha. 149.000 đồng, vừa đẹp vừa rẻ nè cả nhà ơi, siêu phẩm. Chốt ngay cho em 1407 giá 149.000 đồng ngay bây giờ ha. Bây giờ sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu đầm khác. Em chào chị Phương Nguyễn, em chào cả nhà mình mới vô. Sau lưng em thì em có treo cho cả nhà một số mẫu đầm á, cả nhà thấy cái mẫu đầm nào ưng đẹp nè thì mình cứ việc comment phía dưới em lên ha. Chị Hoàng Nhung 1407 ok chốt. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1407 đang sale 50%, giảm chỉ còn nửa giá thôi ạ. Giá cũ em bán là 299.000 và ngày hôm nay em sale còn có 149.000 đồng thôi chị ạ. Chất liệu vải nhung ha, mềm mại co giãn siêu nhiều luôn. Thì về nhà em giới thiệu trên livestream như nào, về nhà mình nhận hàng mình được kiểm tra hàng trước khi mình thanh toán, còn có giống như vậy không, quay lại đây comment review sản phẩm nha các chị. 1407 ngày hôm nay sale sốc luôn, 149.000 đồng nha, chỉ còn có giá là 149.000 đồng thôi ạ. Mã sản phẩm là 1407 nha các chị. Rồi ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem thêm một cái mẫu đầm khác nữa nha. Ưng đầm này đặt hàng sớm thì dùng em tư vấn và chờ hàng các chị yêu ạ. 1407 với số điện thoại cho em là được, giá sale ngày hôm nay 149.000 đồng. Chị Ngọc Huyền 1407 ok 149.000 đồng luôn ạ. 50 tới 60 kg nha các chị. Đó, em chỉ còn có đúng một màu thôi, dáng chữ A. Xịn quá cả nhà ha. Mềm êm dễ chịu, mặc lên phải nói là cực kỳ thích luôn. 1407 giá sale ngày hôm nay là 149.000 đồng cả nhà nha. Thích thì mình nhanh tay lên đơn thật là sớm nha em, để bên em tư vấn và chờ hàng luôn nha các chị. Bây giờ em sẽ lên luôn cho cả nhà cùng xem mẫu khác. Chủ yếu là ngày hôm nay thì em sẽ xả hàng để chị ở thích đầm đủ size thì có đủ size, thích đầm lẻ size thì có lẻ size. Nhưng mà đầm lẻ size thì nó sẽ rẻ hơn cái đầm đủ size rất là nhiều nha. Rồi, thấy bài livestream của em chấm bài tương tác nha các chị, em lên rất là nhiều mẫu đầm trong livestream này nha các chị ơi. Đã chấm bài tương tác giúp em, chia sẻ giúp em mạnh mẽ cái bài livestream này nha các chị, để em lên đầm cho các chị mình nè. Tiếp tục chuyển thêm cho mình xem thêm cái em đầm này, em sale luôn ha, 79.000 đồng cho cả nhà mình luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1474. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1474 ạ, chất liệu vải cô tông lạnh cho cả nhà mình ạ. Đầm này có cái cổ xe cho cả nhà mình. Dạ em cảm ơn chị Tuấn Trần ạ, em cảm ơn các chị mình rất là nhiều. Cả nhà mình thấy bài like của em, cả nhà mình cho em xin vài chấm đi các chị yêu ơi. Rồi chị Nguyễn Tuyết Dung ok em chào chị luôn ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1374. Đầm này còn size M nha các chị, 40 cho tới là tầm 50 kg. Eo tối đa tầm dưới 70. Đó, xếp ly hai phần túi. Bên phía sau luôn ha. Đầm này này các chị ơi,
Đó, xòe luôn. Nguyên hàng cúc cũng là cúc cách điệu. Nhưng các chị thường mà làm mới shop em mà có cúc á, là cúc cách điệu thôi, không có cài được đâu. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1374, hôm nay em sale luôn cho cả nhà mình. Giá là 79.000 đồng ha. Rồi giá là 79.000 đồng nha các chị. Mã sản phẩm là 1374 79.000. Chị khách nào mình đặt hàng đồng này của em thì mình nhanh tay lên đơn sớm cho em nha. 1374 với số điện thoại giá 79.000 đồng, duy nhất trong bài live stream ngày hôm nay cả nhà nha. Xinh quá cả nhà ơi, chất cơ tâm lạnh hàng này thì vậy cũng nó khá là dày dặn luôn nha các chị. Mình có thể là mua mặc cũng đẹp, mình mua tặng cũng sang rồi các chị ạ. Giá cũ là 320 nha, hôm nay em sale luôn. Giá cũ 320, hôm nay sale giảm giá chỉ còn 79.000 thôi cả nhà ơi, 79.000 đồng lên đơn luôn nè các chị. Chất cô tông lạnh cao cấp cho cả nhà mình ha. Cái phần vai thì em sẽ may hơi phồng một chút xíu nè. Đó, tay dài cho cả nhà mà luôn. Em cao 1m65 á các chị. Cái phần tay này nó dài tới cái cổ tay luôn ha. Đó, đẹp chưa các chị ơi. Thích mặc tay dài để tay dài, không thích mặc tay dài có thể là sửa thành tay lợn hay tay ngắn cũng được. Chị tức vừa để mà đẹp quá, em cảm ơn chị yêu mình nha. Đó, các chị mình thấy mà live stream em vào chấm bài tương tác giùm em cái nha. Các chị thích đồng nào comment liền phía dưới giùm em tư vấn nha. Bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã số 1374, hôm nay em sẽ sale rẻ giá gốc 329.000. Đó thì bây giờ em lẻ sao rồi, chị còn mỗi size M thôi, em sẽ giảm giá luôn, chị còn cái giá là 79.000 đồng trong live stream này thôi ạ. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1374 nha các chị. Đặt hàng đồng này thì mình tranh thủ lên đơn sớm với em nha. 1374 kèm với số điện thoại cho em nào được nha các chị ơi. Chỉ còn có giá là 79.000 đồng duy nhất trong bài live stream ngày hôm nay nha. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên giùm em tư vấn nha các chị. Rồi bây giờ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái em đầm khác nữa ha. Rất là nhiều mẫu đẹp nha cả nhà ơi. Ưng đầm nào thì mình đặt hàng thật là sớm cho em tư vấn và chờ hàng cho các chị mình luôn nè. Em sẽ lên cho mình cái đầm này, hoa màu hồng hồng và có phối cho cả nhìn thêm cái nơ xinh xinh nữa ha. Sau lưng thì có rất là nhiều mẫu nha các chị, thì mỗi màu là một kiểu khác nhau. Đó, cả nhìn thích em lên đầm như thế nào thì mình cứ việc bình luận phía dưới em lên thử nha. Rồi, còn bây giờ mẫu em đang mặc trên người mẹ sản phẩm là 1374, đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1374, hôm nay sale cho cả nhà mình luôn, chị còn có giá là 79.000 nha các chị, 79.000 đồng ha. Đẹp lắm nha các chị ơi, xuất sắc luôn. Rồi sau lưng thì có nhiều mẫu đó, đây mình ghé thử ra coi mẫu đầm nào mình ưng đó, mình bình luận phía dưới mặc thử nha. Thích thì mình đặt hàng, không thích thì có nhiều mẫu để mình chọn lắm luôn á. Đây cái em đầm này, đầm hoa dáng xòe, sale luôn cho cả nhà mình 119.000 đồng luôn ha. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1387. Đầm em đang mặc trên người mã số 1387 nha các chị. Hôm nay sale luôn cho cả nhà mình 119.000 nha các chị ơi. Lụa nha, coi dễ nhẹ nhàng nè, váy lụa cho cả nhà mình. Thêm một cái túi, đầm này may một lớp, thêm cái túi nữa. Khóa kéo nằm mặt sau lưng ha. Này, bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã số 1387. 1387 sale rẻ cho cả nhà mình luôn. 119.000. 119.000 đồng ngay hôm nay luôn các chị yêu ạ. 119.000 đồng, mã số 1387, 119.000 thôi. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em, nhanh tay lên đơn luôn cho em nha. Váy lụa cao cấp nha các chị, mềm mại mặc lên cực kỳ thích. Nền vải của nó là màu đen nè các chị. Và có phối cho cả nhà mình hoa màu da ha, với lại hoa màu hồng hồng nha các chị ơi. Có cái sợi dây để cả nhìn thắt nơ ha. Thì cả nhìn thích thắt nơ thì thắt nơ, không thích thắt nơ thì mình có thể thắt sợi như thế này cũng được nha các chị. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1387 cả nhà nha. Hôm nay sale rẻ cho cả nhà mình luôn, với mức giá chỉ có là 119.000 đồng thôi. Từ 40kg cho tới là tầm 50kg. Và eo tối đa thì eo tầm dưới 70 á các chị sẽ mặc vừa nha. Đầm này thì tay lỡ cho các chị mình size M 40 cho tới 50kg sẽ mặc vừa. Dạ đầm này 54kg không vừa rồi chị, tại vì đầm này em đã hết size lớn lâu rồi và em không có về lại nữa. Riêng cái em đầm này thì hiện tại là em chỉ cần size M cho chị thôi. Để sau mẫu đầm này em lên cái đầm nào mà có size lớn cho mọi người chút xíu nha. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã số 1387 này các chị, 1387. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm nha em nha. 1387 với xin hỏi cả chị có thích đầm ren không ạ? À? Đầm ren này em còn 4 cái size L. Em còn 4 cái size L nha. Sao luôn nha các chị. Dạ, em chào chị Huỳnh Mỹ An. Chị Huỳnh Mỹ An có đơn hàng 1387 hai cái nè. 119.000 đồng. Các chị mình đặt hàng mới shop em được kiểm tra trước khi thanh toán nè. Mà nếu như mà chị nào mà mình dùng đơn á, ngày hôm nay mà nếu như các chị mua dùng đơn 600.000 đồng, nhiều chị mà săn mà có size của mình đó nha, là ít nhất thì mình cũng phải săn được là hả 3-4 cái đầm. Mà nhiều thì mình cũng săn được 5 cái đầm mà các chị ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1387, cái đầm này có bao nhiêu đâu các chị. Giá gốc 329 ngày hôm nay sale rẻ luôn, có
119 ngàn đồng thôi, hàng còn tem mác đầy đủ cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn mỗi size M nha các chị, mã sản phẩm là 1387 nha. Cả nhà mình đặt hàng đầm này của em thì mình nhanh tay lên đơn sớm cho em 1387 với số điện thoại cho em là được. Giá sale ngày hôm nay là 119 ngàn đồng nha các chị. Rồi cái đầm này em còn đầm ren, còn 4 cái em lên luôn cho cả nhà mình luôn ha. Thấy ưng thấy thích mẫu đầm nào thì mình tranh thủ mình lên luôn cho em nha các chị, để bên em tư vấn ha. Mã hàng với số điện thoại cho mà được nha các chị ơi, nhanh tay đặt hàng sớm em tư vấn và chờ hàng luôn nè. Rồi nè, lên thêm một mã nữa, mẫu em đang mặc trên người mã số là 1445. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1445 nha các chị ơi. Cổ tròn cho cả nhà mình nè, tay ngắn ngắn này các chị, ôm eo dáng đầm ôm suông ha, đẹp quá cả nhà. Em đầm này hôm nay sale luôn là còn 149 ngàn, nhưng mà em chỉ còn 4 cái size ML chứ, 4 cái size ML có chị có mặc vừa không ạ? 50 cho tới là tầm 55 kg nha với cái em đầm này. Mà cái ren này vải dày đẹp lắm nha các chị, trời ơi cái em ren này các chị, ren hoa ha đó, và những cái họa tiết ren nó sẽ nổi cộm lên trên mặt vải như thế này nha các chị, xuất sắc luôn á. Mẫu em đang mặc cái người mã số 1445. Đầm em đang mặc trên người mã số 1445 cả nhà nha. Chị khách nào mà đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn nè. 1445 với số điện thoại. Rồi em đầm này hôm nay sale rẻ 149.000 luôn. 1445 149.000 đồng nha các chị. Đó, xuất sắc. 50 cho tới là 55 kg em còn đúng 4 cái cuối cùng và duy nhất luôn. 1445 giá 149.000 đồng này các chị ơi. Vậy này khá là dày dặn cho cả nhà mình ha. Đứng gần thì mình sẽ thấy nó đẹp hơn các chị, từng cái họa tiết ren nó sẽ nổi lên trên và cả nhà nhìn thấy nó hơi ống không ạ? Cái này là chỉ kim tuyến nha, cho nên mặc lên nó có cái độ ống nhẹ như thế này, giặt là không bay không phai. Rồi cái phần rìa cổ vải này các chị, nó lượn sóng như thế này nha. Từ tay này các chị cho tới phần chân váy là nó sẽ lượn sóng y chang vậy luôn ha. Rồi em đầm này hôm nay sale luôn cho các chị mình, giá của nó là 149.000, chỉ còn có giá là 149.000 thôi. Mẫu đang mặc cái người mã số 1445, đầm em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1445 ạ. Chị khách nào mình đặt hàng đầm này của em thì mình tranh thủ lên đơn sớm với em ha. 1445 kèm luôn cho cái số điện thoại là được cả nhà nha, chỉ còn có giá tiền là 149.000 đồng duy nhất còn mà là riêng ngày hôm nay. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm lấy giùm em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Đẹp quá trời quá đất này cả ơi, đầm này trước về vải ren nè, hai lớp kỹ lưỡng, khóa kéo phía sau lưng, mã số 1445, sale rẻ luôn 149.000 đồng, chỉ còn có giá tiền là 149.000 đồng ngay bây giờ nha các chị ơi. Đẹp quá trời quá đất đúng không? Chị Nguyễn Thảo ok có đơn hàng, chị Mai Nguyễn ok chốt 1445 luôn ạ, 149k. Còn chị khách nào mình đặt hàng đầm này nữa, mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1445 với số điện thoại cho em là được nha các chị, 149.000 đồng ha. Em có cho cả nhà mình là size L 62 kg, đầm này hết hàng rồi chị ơi. Để em ra đầm khác có size 62 kg cho chị đi. Chị có thích đầm vest không ạ? Tại vì đầm vest ngày hôm nay em chỉ còn có hai size thôi nha, là size L với lại size 2XL thôi. Thì em nhớ là hồi hôm qua hay hôm kia gì đó thì em đang có đủ size cho mình đúng không? Thì ngày hôm nay cái em vest này nó đã chính thức lại size và nó chỉ còn size L với lại size 2X thôi á các chị ạ. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã số 1445 hẹp 4 cái nha. Còn chị khách nào đặt hàng nữa mình tranh thủ. Trời ơi nhiều chị đặt hàng vậy chú hả? Được có 1-2 chị chú rồi các chị. Tại vì có nhiều chị là nghe không rõ đó. Đầm này thì có size từ 50 cho tới là 55 kg, và còn tùy theo cái số đo eo nữa. Nhiều khi tư vấn ra rồi các chị mình mặc không vừa cho nên em cũng không có gửi hàng. Chắc ăn mặc vừa em mới gửi nha các chị ơi. Còn mặc không vừa thì em sẽ giới thiệu tiếp cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác ha. Rồi chị 62 kg, em lên cho chị mẫu đầm này đang sale đây chị ạ. Em còn có hai size luôn nha. Đầm M shop thì á, bây giờ nó đang chính thức lễ size hết trơn rồi các chị ạ. Và đầm mới thì cả nhà mình cũng không cứ còn phải đợi lâu đâu. Tầm vài ngày nữa thì đầm mới em sẽ về cho các chị mình nha. Trong thời gian đó thì cả nhà mình sang những cái mẫu lễ size với em ha. Bây giờ này các chị, mẫu em đang mặc trên người mã số là 1429. 1429 ngày hôm nay em sale rẻ luôn ạ. 199.000. 199.000 đồng cho các chị mình. Đầm này thiết kế sẽ là cổ vest cho các chị mình ha. Đầm này mặc lên nhìn rất là trẻ nha các chị. Cổ vest ha. Tông này màu xanh cốm nha cả nhà mình, vải này khá là dày ha các chị. Sọc caro nhỏ nhỏ cho cả nhà mình mặc lên nè, nhìn gọn dáng ha. Và cái màu xanh cốm này cả nhà mình diện lên á, nhìn sẽ trắng hơn. Đó, vừa gọn dáng nè, vừa tôn da nè các chị. Và hát tuổi rất là tốt luôn. Nhìn mình phải trẻ ra thêm vài tuổi các chị cái gam màu này nè.
Đẹp ha. Đó, đầm này có size từ 50 cho tới là tầm 65 kg. Thì hiện tại là em chỉ còn có hai size cuối là size L với lại size S thôi các chị. 50 cho tới 65 kg. Nếu như mà chị nào mặc size M đó, đầm này hết size M rồi, em còn L thì kể dù lấy size L về nhà bóp nhẹ phần eo giùm em nha. Còn nếu như mình mặc XL thì mình đổi size size hãy XL đùa quá nha các chị. Tại vì mỗi một đợt đầm em chỉ về đúng một lần rạng mai luôn, chứ em không có về đi về lại. Kể dù đặt hàng cố gắng và đầm này rất là rẻ nha các chị, 199.000 đồng. Phong nhắn đầm hàng nó như vậy nè chị ạ. À, một cái 1429 ok chị luôn, 199.000 đồng. Đường may mũi chị xuất sắc ha. Rồi cúc cách đều luôn, không có sợ hở ngay cái phần giữa luôn ạ. À, giá là 199.000 đồng. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1429 ạ. À, đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1429. Chị khách nào mà đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Đường may mũi chị phải nói là xuất sắc cho cả nhà mình luôn. Nguyên một hàng cúc phía trước nha các chị, cúc này cúc cách điệu nha. Cả nhà mình không có sợ bị hở ngay phần giữa, thu là nút bên em toàn bộ là cách điệu hết nha các chị. Và khóa kéo nó sẽ nằm đằng sau lưng ha. Đẹp chưa các chị ơi, đầm vét nè, quá xinh luôn, che khéo được phần bụng tốt. Ở đây thì em cầm mét 65 ha, đầm này thì nó dài qua gối em đó. Cho cả nhà mình diện lên thì mình cũng không có sợ ngắn gì hết, tương đối là dài. Chị nào mà mình cao tầm mét 65 hay là tầm mét 8, mét 68 thì mình vẫn sẽ mặc qua gối bình thường. Còn chị khách nào mà mình cao tầm 1 mét 55 hay mét 45 thì nó sẽ dài thêm một chút nữa nha. Rồi bây giờ mẫu đang mặc trên người 1429, các chị mình đặt hàng tranh thủ. Chị Hiền Phạm dù luôn luôn ạ, 62 kg thì chị gái đi em, ok chị luôn. Cho em xin mã số đi chị ơi, 1429 kèm số điện thoại. Phải có mã số em mới chốt đơn được nha, còn không có mã số là em chưa có chốt được đâu chị ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1429, đầm em đang mặc trên người mã số là 1429 ạ. Chị khách nào mà đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1429 kèm luôn cho cái số điện thoại là được cả nhà nha. Chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng trong và lại chuyên ngày hôm nay nha. Rồi bây giờ tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mẫu đầm khác nữa. Chị khách nào đặt hàng mình tranh thủ em của chị 73 lấy size L giùm em đi chị. Em đang có cho chị là hai size, là size L với lại size 2XL, thì em có hai size như vậy đó chị ạ. Chị nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1429 với số điện thoại cho mà được. Chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng duy nhất trong bài live stream ngày hôm nay, thay vì mình mua tại cửa hàng với giá tiền là 450. Thì bây giờ trong bài live stream ngày hôm nay, chị khách nào mình đặt hàng thì em sẽ giảm như luôn, là còn có giá là 199.000 đồng nha các chị. 199.000 đồng cho các em nào vét này ha. Bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một mẫu đầm khác nữa. Trời ơi cả nhà ơi, dễ thương không, sơ mi chân váy xếp ly, sơ mi chân váy xếp ly còn có vài cái à các chị ơi. 1460 nha. Còn 2XL 13 cái em lên luôn cho các chị mình cái sơ mi này. Lụa nha các chị, lụa hàng nha, mềm mại lắm. Chị Khánh Ly E73 có một cái luôn nè, 1429, 199.000. Mã số em có ghi phía dưới đó chị, giá tiền luôn á. Em có ghi phía mã số là giá tiền luôn. Các chị mình thích thì mình cứ việc comment cho em mã số nha. Đó, kèm số điện thoại trên mà đồ, hoặc là mình có thể chụp lại ảnh màn hình nha. Rồi, bây giờ em sẽ chuyển thêm cho mình xem mẫu khác. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1460 nha các chị. Đầm này phải nói quá xinh luôn đó chị ơi. Còn cho mình là size 2XL ha. Trong tầm là khoảng từ 58 kg cho tới là tầm 65-66 kg. Và eo tối đa thì eo tầm 80 cho tới là eo 86 nha các chị. Đó, mẫu em đang mặc trên người 1460 ha. Vỡ sơ mi cho cả nhà mình, tay lỡ này các chị ôm eo, bên trên váy này các chị xếp ly xòe ra này các chị, và khóa kéo phía sau lưng hai các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1460, có luôn cái sợi dây để mình buộc eo nha các chị ơi. Mình thích buộc thì buộc, không thích buộc thì thôi, thì ở đây em đã mặc vừa rồi các chị ạ. Ở đây em mặc vừa rồi, không cần buộc lại làm chi luôn á, mặc đã vừa rồi các chị ạ. Mẫu em đang mặc trên người 1460 nè, dễ thương, đầm này hết vừa rồi các chị. Cái đầm này em còn một màu nữa, màu này thì đủ size hơn, màu trắng. Cả nhà có thích màu trắng hoặc thích anh học không ạ? À, chị Nguyễn Thị Tài cho em xin mã số mình thích nha. Mã số sản phẩm, ít nhất là mình phải có mã số vào rồi có số điện thoại cho em. Đây em có cái trên váy xếp ly nè, họa tiết hình học màu trắng nè. Cái này đủ size. Cả tại vì cái em đang mặc á, em về trước cho em bé hết trước. Còn cái này thì em về sau ha. Đó, nó khác cái họa tiết đó các chị. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1460. 1460 đồng này thì từ
58 cho tới là 66 kg và eo 80 cho tới là eo tầm 86 nha. Mã sản phẩm là 1460 ạ. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để dùm em tư vấn và chờ hàng luôn. 1460 và kèm luôn cho em cái số điện thoại là được cả nhà nha. Chốt nhanh trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. 1460 với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Rồi 1460 nha cả nhà, em sale luôn cho cả nhà mình với giá là 299.000 đồng nha các chị. Mã sản phẩm là 1460 ạ. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mã số với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Chốt ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị, và đặc biệt dành cho những chị khách nào có chia sẻ nha. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên dùng em với chất liệu vải lụa cho cả nhà mình nè. Coi nhẹ nhẹ nhàng hai chiều nha các chị. Cái phần chân váy như vậy nó là xếp ly nó đều tăm tắp cho cả nhà mình luôn. Khóa kéo thì nằm đằng sau lưng cho mình ha. Mẫu đang mặc trên người mã số 1460, giá 299.000 đồng. Dễ thương không có trời. Em cầm mấy 65. Đồng này thì mặc dài ngang lưng chừng ở bắp chân của em. Khóa kéo thì nằm đằng sau lưng ha. Chị nào mình chưa có cái mẫu đồng này của em thì mình để lại comment ngay trên livestream giúp em tư vấn và chờ hàng cho cả nhà mình luôn ha. Mã hàng với số điện thoại cho em tư vấn và chờ hàng cho cả nhà mình luôn nha. Số lượng có hàng nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn thật là sớm nha. Em tư vấn và chờ hàng chờ sao cho cả nhà mình luôn nha. Mã hàng với số điện thoại cho em là được các chị yêu ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1460. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1460. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm nha em nha các chị. 1460 với số điện thoại cho mà được giá 299.000 đồng nha. 58 tới 65 66 kg, eo tối là eo tầm 80 cho tới là eo tầm 86, mặc đẹp thoải mái cho em luôn ha. Số lượng có hạn nha các chị, 299.000 đồng ha. Mẫu đang mặc trên người 1460. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giúp em nha các chị. 1460 với số điện thoại cho em là được ha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem một cái, em có cái mẫu này nữa này các chị, màu trắng nè. Chị đang muốn coi màu trắng thì mình bình luận phía dưới nha, em sẽ mặc lên ha. Đó, thích coi màu trắng thì mình bình luận phía dưới, em sẽ mặc lên sau cho mình. Tiếp tục em sẽ thay thêm cho mình một cái em đầm khác nữa. Màu trắng cổ tròn ha. Cái kia màu trắng cổ sơ mi. Bây giờ em sẽ lên cho mình cái màu trắng cổ tròn. Màu trắng cổ tròn là 1483 nha. Màu trắng cổ tròn 1483 nha các chị. Rồi, còn em đang mặc trên người 1460. Cái em đang mặc trên người mã số là 1460. Đầm này hôm nay thì em sẽ sale luôn cho cả nhà mình với mức giá là bao nhiêu các chị? 299.000 đồng ha. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên giùm em 1460 với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Chốt nhanh trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng ở ngoài nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên sớm lấy giùm em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã số với số điện thoại cho em là được luôn nè. Rồi ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một mẫu đầm khác nữa ha. Rồi đây, tiếp tục chuyển thêm cho mình mẫu đầm khác. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1483. 1483 này các chị ơi, cổ tròn nha, tay ngắn này các chị, ôm eo dáng xòe. Em còn hai size XL một cái và còn lại là size 2XL đó các chị. 1483, cả nhà chờ em xíu nha. Để coi coi, cái đồng này giá gốc của nó là 349.000 nha các chị, chứ không có rẻ đâu nha. Giá mà cũ bình thường mà em like á là 350 nha các chị ơi. Rồi, đồng này em còn cho chị yêu mình là hai size cuối, size XL và là size 2XL thôi. Chút là vậy, chiếc phong xịn cho cả nhà mình luôn nè. May cho cả nhà mình hai lớp, kèm khóa kéo phía sau lưng ha các chị. Rồi, em đồng này không có túi nha. 55 cho tới là 66 kg. 66 hay 68 này, cái này 2X này các chị. Cái dây của em đâu rồi? Đó, để em đo thử coi eo 66 hay 68 nha các chị, em quên mất tiêu rồi. Eo được tới á, ủa quên quên, eo được tới 88 các chị yêu nha. Eo được tới 88 nha các chị. Eo là 80 cho tới eo 8, ủa quên, eo 74 cho tới eo 88 cho em nha các chị ơi. Còn XL là 2XL, có được tới eo 88 nha cái màu đầm này. Chất là vị chất là vậy, chất phong đẹp cho cả nhà mình luôn. Mẫu em đang mặc cho người mã sản phẩm là 1483. Rồi hôm nay em sale cho cả nhà mình luôn ha, là 279 ngay ha. Ok không? Ok nha các chị, giá cũ với em like là 350 đó. Ngày hôm nay thì 1483 em sale rẻ cho cả nhà mình luôn ha, là 279.000. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1483 với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Chúc
chất liệu vải chất không ngay cả nhà mình, nền vải màu trắng và có phối hai cho cả nhà mình nè, dễ thương không các chị, 1483 chốt liền luôn. Còn một cái XL thôi nha các chị ơi, chị nào mặc L thì mình đổi sang size XL dùm em, đầm này cũng form rộng rãi cho là L88, cân nặng tới 68kg ha. Rồi 1XL và 27 cái size 2XL cuối cùng, giá sale ngày hôm nay là 279.000 đồng. Thật sự cái giá tiền này nó quá rẻ các chị ạ, tại vì giá gốc em bán là nó cao hơn nhiều. Rồi 279.000 đồng luôn, mã sản phẩm là 1483. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn, 1483 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được cả nhà nha. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm nha cả nhà, mình cùng xem thêm một cái em đồng khác nữa ha. Ông làm nào đặt hàng sớm sớm đi dùm em tư vấn nha các chị ơi. Mã hàng với các số điện thoại cho em. Đầm suông các chị. Đầm suông này em còn size nhỏ. Còn size nhỏ thôi. Còn size nhỏ thôi, không có size to luôn. Ui trời trời cả nhà ơi, có size to. Hôm qua là em chỉ còn ML đúng không các chị? Và ngày hôm nay em có 8 cái XL nữa nè. Với lại hai cái size XL nữa. Rồi bây giờ em lên luôn cho cả nhà mình để cả nhà mình đặt luôn nha. Được không? Ngày mai nó hết á. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1483. 1483 chị Thái Như ok trước đơn hàng cho chị Thái Như luôn ạ. Còn chị khách nào mình đặt hàng nữa mình tranh thủ lên dùng em nha. 1483 với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Sale nhanh trong bài live stream hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Ôi trời đất ơi. Chị nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn thật là sớm cho em tư vấn và chờ hàng cho các chị mình luôn ha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1483 cả nhà nha. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để dùng em tư vấn và chờ hàng luôn. 1483 với số điện thoại cho em 279.000. Rồi, chị Tha Xuân ok có đơn hàng luôn ạ. Còn chị khách nào mình đặt hàng nữa mình tranh thủ lên dùng em nha. Vải này vải chiếc phong, hàng vải đẹp cho mình luôn. Đó, hàng vải xịn sò cho mình. Hoa như vậy, đứng xa nhiều khi mình không thấy rõ các chị, hoa như vậy nè. Dễ thương không các chị? Cây vải chiếc phong đẹp cực kỳ, hai lớp luôn. Đó, quá trời quá đất đẹp nè chị. 279.000 đồng, siêu rẻ siêu xịn. Rồi chị Bảo Bảo 1483 ok chốt 279.000 luôn nha. Siêu xịn cho cả nhà mình luôn. Đầm màu trắng cổ tròn, dễ mặc cực kỳ. Và không có sợ qua thời lỗi mốt với lại cái form dáng đầm này đâu các chị. Đó, đơn giản dễ mặc luôn. Bây giờ sẽ tiếp tục chuyển thêm cho mình xem mẫu khác nha. Mẫu đầm này nè các chị ơi. Đầm phong suông 1402, em đầm này ngày hôm nay em được cho cả nhà mình là đầy đủ 4 size cho cả nhà mình luôn ạ. Size M, L, XL và lại size 2XL. Hôm qua thì em đã hết hai size nhỏ rồi, hết hai size lớn rồi đúng không các chị? Hiện tại thì em đang có cho cả nhà mình size M, size L, size XL còn 8 cái và 2XL còn đúng 6 cái cuối cùng luôn. Cái dáng suông này dễ thương lắm các chị ạ. Xinh thật sự. Cổ tròn nè ha, dáng chữ A. Trên váy sẽ có phối cho cả nhà mình thêm cái tầng lưới có kim tuyến lấp lánh lấp lánh nữa. Thì các em nào làm có thể là mặc ở nhà cũng được, mặc đi chơi, dạo phố, cà phê, cà pháo được hết luôn ha. Em đầm này thì hôm nay em sale rẻ lắm, có 199.000 đồng. 1402 giá 199.000. Đó, ok chưa? Rẻ, đẹp, chất lượng. 199.000 đồng luôn. Em chào chị Lý Tranh nha, em chào cả nhà mình mới vô. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1402. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1402 cả nhà nha. Giá 199.000 đồng. Chất liệu vải von hàng cho cả nhà mình ạ. Cái phần tay cánh tim đắp chéo như thế này nè. Nền đen nha các chị, kèm thêm hoa. Dạ đúng rồi chị, đầm suông chữ A. Đầm suông chữ A nha chị. Váy này váy suông chị yêu nha. Cái phần chân váy này chị có thêm cái tầng ren lưới chiếu lấp lánh lấp lánh. Chị muốn nhìn kỹ hơn á, chị kêu các bạn gửi hình ảnh cho chị. Mà cho livestream mới thấy nhìn rõ chị ạ. Tùy theo điện thoại nha. Nhiều khi bình luận á, cái comment nó che mất cái khúc đuôi rồi. Đó, thì bên em sẽ có chuyên viên á, mình kêu các bạn gửi hình thêm cho mình để mình xem kỹ hơn. Đẹp lắm nha các chị, phần chân váy nè, chiếu này cả nhà thấy không? Một khúc luôn. Đẹp nha các chị, em cầm 65, đầm này cũng phụ gối em nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1402, váy suông nha các chị, 40 cho tới 66 kg và eo tối đa eo được 86 độ lại. Cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái. Em còn size ML. Size M là em còn nhiều, thường là em sẽ tồn kho size M nhiều hơn. Đó, size L em còn cho chị yêu mình 17 cái, size XL còn 8 cái và 2X thì còn đúng 2 cái cuối cùng luôn. 40 cho tới tầm 65-66 kg và eo tối đa eo tầm 85-86 độ lại. Cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái cho em ha. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giúp em tư vấn và chờ hàng nha các chị. 1402 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được ha. Chỉ sale trong livestream thôi nha các chị ơi, không có áp dụng bên ngoài nha. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn thật là sớm cho em tư vấn và chờ hàng luôn nha các chị ơi. Mã hàng
hàng với số điện thoại cho em là được nha các chị. Chốt nhanh trong bài live stream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Ủa cái gì vậy trời. Rồi chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để dùng em tư vấn qua chờ hàng luôn nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1402. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1402. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em. 1402 cho chị Huỳnh Ngô, ok luôn ạ. 1402 giá tiền này của chị Huỳnh Ngô. Rồi em sẽ có chị là chủ yếu là size M, M là còn nhiều. Size M 50 cái, đúng luôn chị. Size M còn đúng 50 cái. Size L 17 cái, XL 8 cái, 2X còn 2 cái. Chị nào coi livestream hôm qua hôm kia thì XL 2X thì hết rồi. Đó, và ngày hôm nay thì sót kho, các bạn kiểm kho ra có sót là XL 2X. Đó, chị nào đặt hàng, dạ em chào chị Hải Duyên, em chào cả nhà mình mới vô. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1402 nha các chị. Giá của nó ngày hôm nay là 199.000 ha, 199.000. Ok, tiếp tục sẽ chuyển thêm em cao 1m65 nha các chị. Đầm em mặc dài và dài phủ gối của em nha. Đó, thì mình cứ canh theo chiều cao của em mình đặt hàng như vậy nha các chị. Em sẽ lên thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái á, cái mẫu đầm khác nữa nha các chị. Váy này không? Váy này không các chị. 1480 ha. Sơ mi hoa mà cam cam. Sáng trưng luôn. Trời ơi, cái sơ mi này nhìn cái màu là gục ngã liền, đúng không các chị? Em lên luôn cho mình nha. Rồi, còn đây mẫu em đang mặc trên người mã số 1402. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1402, em sale rẻ cho các chị của mình luôn nè. Giá chỉ có bao nhiêu này các chị? 199.000 đồng thôi. Mã sản phẩm là 1402. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm nha, em tư vấn nha. 1402 với số điện thoại cho em là được luôn ạ. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mẫu đầm khác nữa ha. Rồi đây các chị ơi, mẫu em đang mặc cho người mã sản phẩm là 1480. Em 93 không em? Chị Thu Hiền, em 93 hả chị? Em 93. Em chỉ nhắm chừng là eo tới 86 á chị ạ. Chị chờ em xíu nha, để em coi coi cái đầm này. Chờ em xíu nha các chị ơi. Phải không? Em phải đi đo chị, em phải lấy đo. Chị chờ em một xíu nha, để em kiếm cái size XL em đo cho chị mình mới được. Em mở người ta ơi. Rồi. Size M không à chị ơi. Em không có thấy cái size 2XL nó nằm ở đâu hết trơn á, trời ơi à. Em không có thấy cái size 2XL nó nằm đâu hết trơn á chị. Hồi bữa em nhớ là em có đem xuống đây size 2XL để em đo, mà không biết em có đo chưa nữa. Rồi nó nằm ở đâu em cũng quên mất tiêu luôn. Rồi cái gì bên em sẽ có một phần chuyên viên tư vấn với chị nha, mà thường là em đo cho mình là nhiều. Trời, bán hết một đống rồi. Có chị nào đặt size 2XL không mà review cho em đi các chị. Có chị nào đặt size 2XL không chị ơi? Mà eo của mình tầm eo 80 90 gì đó mà đặt size 2XL của cái mẫu này nè, mình review cho chị Thu Hiền dùng em nha. Đó, chứ thường là em nhắm chừng là tới eo 86 là mình mặc đẹp thoải mái nha. Cái phần chân váy là gì vậy chị? Ren lưới nha, ren lưới có kim tuyến, cái này mới phui trong bọc ra. Này mới phui trong bọc ra. Còn cái này hồi nãy em mặc y chang nhau rồi nha các chị, không khác gì hết trơn á. Đó, 1402. Em chỉ còn cho mình số ít thôi. Bán gần hết rồi các chị ạ. Tự nhiên quên ngang. Tự nhiên quên ngang size 2X là được tới bao nhiêu. Rồi. Đầu không có đo rồi mà em quên mất tiêu rồi chị. Có gì mình em tư vấn với chị sau nha. Bây giờ này các chị ơi, mẫu em đang mặc trên người 142, eo 93 hả chị? Eo 93 mấy mẫu khác á. Mấy mẫu khác eo 93 hiện tại thì em hết rồi. 14 giảm xíu vậy nha. Eo 93 em có mẫu này được không? Em còn một cái nè. Em còn một cái nè, chị yêu mình có lấy không? Em trước chị yêu mình luôn. 1423 nha chị. 1423 nha. Chị đặt hàng mẫu đầm này em sale rẻ chứ chị yêu mình luôn là còn 299.000 đồng 1423 nha chị. Cái mẫu này nè, được không chị ơi? Em còn chủ yếu là size XL nè, với lại một cái 2XL đây, chính nó. Chính nó đây, một cái 2XL đây nè chị. Đó. Tới này là eo 93 chị yêu mình mặc được nè ha. Hai chị Thu Hiền chị có lấy nó không? Để em nhập vô cho cả nhà mình ha. Chị nào mà mình đặt á thì mình đặt luôn cho em, mình chờ em xíu nha. Em xin mình mấy giây để em nhập cái mã này vô nha các chị. Chờ em xíu nha.
Rồi còn bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1480, giá 299.000 đồng. Mã sản phẩm là 1480 nè. Chị khách nào mà đặt hàng thì mình tranh thủ để giùm em tư vấn nha các chị ơi. 1480 với số điện thoại để mặc mẫu này lên thử mình coi. 1480 đồng này giá 299.000 đồng cả nhà nha. Trong tầm khoảng từ 54 cho tới là tầm 68 kg, eo 88 độ lại mình mặc đẹp thoải mái luôn. Hai túi nha các chị ơi. Với chất liệu vải lụa Nhật cho cả nhà mình luôn. Siêu êm, siêu mềm luôn ạ. À. Giá 299.000 đồng nha, có coi giãn cho cậy nhà mình luôn ha. Rồi mẫu nào cũng được em sẽ lên cái mẫu đó nha chị yêu mình. Đây nó đây, size M của em. Rồi để mặc với thử chị coi nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1483 đồng, em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1483. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn nè. 1483 kèm luôn cho em với số điện thoại là được nha các chị. Chúc liền trong livestream học có áp dụng bên ngoài nha. Mình cố gắng mình đặt hàng thật là sớm nha, em tư vấn luôn mã số với số điện thoại cho em là được luôn ạ. Rồi đây, bây giờ em lên luôn cho mình xem cái mẫu lần này. Mẫu lần này mã sản phẩm là 1423 nha các chị. Eo 86 chị Khai Du ok chị. 1402 chị nha. 1402. Chậm xíu. Đây chị ơi. 1423. Cái đầm này dán trồng cổ mà chị yên tâm, nó coi dạng nhiều lắm nha. 1423 có cái chuỗi ngọc ở hai bên. Thì cái chuỗi ngọc này cả nhà có thể là tùy chỉnh. Cả nhà thích chỉnh sao cũng được hết trơn nha. Nhưng mà mình nhớ buộc cái đuôi nha chị. Chị nhớ buộc cái đuôi lại dùng em, nếu không là cái hạt ngọc của chị yêu mình chạy mất tiêu á. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1423 các chị nha. 1423 ngày hôm nay các chị yêu mình đặt hàng em chốt luôn là, chờ em xíu nha, chờ em xíu em báo giá rẻ cho mình nha các chị ơi. Rồi 1423 rẻ lắm nha các chị, cho nên các chị mình không có cần phải lo về giá cả đâu nha. 1423 249.000 nha các chị. 249.000 đồng nha. Chất Avasi kim tuyến, cái này là bằng chỉ kim tuyến nha các chị ơi, không bong tróc, không rơi rớt gì hết trơn nha các chị. Cố gắng mình đặt hàng sớm em tư vấn nha. Đó. Rồi đẹp chưa các chị ơi, 250 một cái này luôn á. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1423. Chị ơi chị đặt hàng không, em nhường cho chị cái 2X nè. Cái 2X em định mua về cho mẹ em nè. Nói mẹ em vậy chứ mẹ em có bốn mấy tuổi có gì ạ. Mẹ em trẻ lắm, có bốn mấy tuổi à. Rồi đây các chị ơi. Đó 1423. Đẹp quá trời quá đất luôn á. Em còn cái 2X cuối cùng luôn nè chị. Một cái cuối luôn á. Có cái sợi dây buộc eo. Đây đây ở đây nè. Đó buộc cái đuôi lại. Đây buộc cái đuôi lại như vậy ha các chị. Thì nó sẽ không có chạy cái ngọc trai của mình. Rồi cái chất là vậy này, vậy Atashi kim tuyến. Vậy mặt rất là mát. Và cái kim tuyến nó chỉ nằm ở mặt trên thôi. Cái mặt bên trong thì nó rất là mướt và rất là mịn luôn. Đầm này thì 249.000 nha. Mã sản phẩm 1423 có size từ 54 cho tới là 90kg. Và eo được tới eo 100. Đó với cái em đầm này nha các chị. Đầm này eo được tới 100 nha. 100-105 thì mình mặc được cái đầm này. Em chỉ còn duy nhất cái này là cái size 2X. Còn size XL và 2XL. Rồi từ 54kg, chị nào mặc size XL thì 68kg mặc được cho em nha. Chị nào mặc size XL của mẫu này 68kg mặc vừa cho em nha các chị. Em còn size XL 27 cái và một cái size 2XL cuối cùng và duy nhất luôn. Giá sale ngày hôm nay là 249.000 đồng, mã sản phẩm là 1423. Xem lại cái hoa trước đầm đang mặc ok chị luôn. Rồi, cái hoa trước đầm đang mặc là cái này nè chị. Cái này nè chị. Để em cho chị coi nha. Cái đầm này á, em cho chị coi cái chân trước nha. Rồi em mặc lên sau. Đây, cái em đầm này nó ăn dày nè. Nó cái phần chân váy là ren lưới ha. Ren lưới này chị, có phối kim tuyến lấp lánh như vậy chị yêu nha. Đó, đẹp chưa? Xuất sắc nha chị, dễ thương ha. Dễ thương luôn. Đó, để em mặc cho chị coi. Cái này nè, em lấy trong bọc ra, em khui trong bọc ra cho mình coi. Em tưởng nó là cái size 2XL. Để em đem lên em đo mà em ngỡ hả, nó cũng là M luôn. Rồi đây chị, đây. Cái này. Xíu nha. Em nhớ là em có đem số 2X mà không biết đâu mất tiêu rồi. Chắc các bạn lấy soạn đơn mất tiêu rồi các chị ạ. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người 1423 nha các chị. Đồng em đang mặc trên người mã số 1423. Chị khách nào mình đặt hàng mình tranh thủ 1423 với số điện thoại. Giá 249.000 nha các chị. Giá 249.000 đồng thôi. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mẫu đồng khác nữa nha. Ơn đồng nào đặt hàng sớm thì dùng em tư vấn nha các chị. Mã số với số điện thoại cho em là được nè. Rồi đây, có thêm cho các chị mình cùng xem thêm mẫu đầm này. Mẫu em đang mặc cho người mã số 1402.
Đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1402 nha các chị. Đầm này chất von hàng nha các chị ơi. May kỹ cho cả nhà mình ha. Hai lớp, khóa kẽ phía sau lưng, mã số 1402. Đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1402 40kg cho tới 65-66kg, em tối đa tầm 85-86 đổ về nha các chị. 1402, giá sale rẻ ngày hôm nay là 199.000 đồng. Cái em đầm này á các chị, em bán rất là chạy luôn. Em mới vừa về hàng đây thôi à. Đây này chị, von nha, thì đầm von em sẽ may cho cả nhà mình là hai lớp ha, hai lớp có khóa kéo phía sau lưng luôn, và cái phần chân váy sẽ có với cả nhà mình chất liệu ren lưới nha, ren lưới có phiên kim tím như thế này nè chị, dễ thương ha. Em cao 1m65, đầm này mặc phủ gối nha các chị, cả nhà mình không có sợ nó bị ngắn đâu nha. 199.000 đồng thôi, mã sản phẩm là 1402, đầm em đang mặc cái người mã số 1402 ạ. Đầm này suông nha các chị, em đầm này em đầm suông nha, giá 199.000 đồng. Có đầm màu vàng không em? Có chị ơi, đầm màu vàng này chị, vàng tươi luôn. Em có cái đầm này màu vàng tươi này chị, rồi với cái đầm này màu vàng cam, màu vàng cam mà sau caro ha, với lại có cái đầm này cũng tươi tươi màu cam đất, màu cam đất ở chị mình. Rồi chị thích cái nào? Vàng tươi nè, cam đất nè, còn cái hồi nãy là sọc caro vàng cam đó. Rồi bây giờ nè, mẫu em đang mặc trên người mã số 1402. Mẫu 1402 ngày hôm nay em sale rẻ cho cả nhà mình luôn, giá của nó là 199.000 á. 199.000 đồng nha. 40kg cho tới tầm 65-66kg, em tới đây tầm 85-86 đổ về nha các chị. Đặt hàng sớm thì giùm em tư vấn và chờ hàng luôn các chị yêu nha. Mã hàng với số điện thoại cho em là được ha. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1402. Đầm em đang mặc trên người mã số 1402 nha. Chị Trinh Nguyễn ok, có đơn hàng 1402 luôn, 199.000 chị. Chị có giá 199.000 đồng thôi, 40kg cho tới tầm 65-66kg, và eo tối là eo tầm 85-86 độ về ha. Phần tay gấp chéo như thế này, 1402 có nha chị Nguyễn Huệ nha. Em có chủ yếu là size L là em còn nhiều thôi. Ủa, size M là em còn nhiều thôi, size M còn 50 cái, size L còn 17 cái, XL còn 7 cái, và 2X thì em sẽ cầu cho chị mình là 2 cái cuối. Đó thì em còn bao nhiêu đó đó chị, chị nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ giùm em nha. Giá của nó là 199.000 đồng, dễ thương hay có chị, xinh thật sự luôn á. Bây giờ em sẽ lên tiếp cho cả nhà mình cùng xem thêm các em đầm khác. Cả nhà có thích đầm suông màu tím hay không ạ? Đây em có cái đầm này nè, đầm suông màu tím, hai mẫu đơn, cũng có kim tím luôn. Rồi bây giờ em sẽ chuyển sang cho cả nhà mình cùng xem thêm các em đầm này ha. Của sơ mi chất liệu vải tơ nha các chị. Rồi còn mẫu em đang mặc trên người mã số 1402, 199.000. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1402. Chị cách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1402 kèm luôn cho em có số điện thoại là được nha các chị. Giá sale ngày hôm nay là 199.000 đồng ha. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mẫu đầm khác nữa ạ. Đây đầm này quá trời xuất sắc luôn này các chị. Mẫu em đang mặc cho người mã số 1448 nha. 1448 này hiện tại cũng còn cho cả nhà mình là được đầy đủ 4 size luôn nha các chị ơi. Size M, size L, XL và là 2XL. Từ 40kg cho tới là tầm 65-66kg. Và eo tối đa thì eo tầm 85-86 độ lại, cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái luôn nha. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để dùng em tư vấn và chờ hàng luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1448 nha các chị. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1448 các chị yêu nha. Chị nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em nha các chị ơi. 1448 với số điện thoại cho em là được nha các chị. Hôm nay sale luôn cho cả nhà mình giá 299.000 đồng. Chị nào mà mình đang có cái mẫu đầm này mà có size của mình đó mình chốt luôn. Màu da trên trên ngực. Dạ ok chị nha. Cái mẫu đầm này nha. Có kim tím nha, có kim sa chiếu, có kim sa chiếu cho chị yêu mình. Đầm này thì em còn vài cái à, chậm xíu nha, em còn cho chị là 12 cái size L cuối cùng, giá 150 luôn chị, em sale chị 150 luôn, hàng đẹp luôn. Rồi còn em đang mặc trên người mã số là 1448. 1448 đầm này 299.000 đồng cả nhà nha. Đó chất liệu vải von tơ mềm mại rũ nè. Rồi phần trên thì sẽ có phối thêm cho cả nhà cái tầng đuôi cá nữa. May cả nhà mình hai lớp, hai túi nha. Ở cái phía sau luôn nè. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1448 ạ. À. Đầm em đang mặc trên người 1448 nha.
Chị nào mình chưa có là mày đặt sớm giùm em nha các chị ơi. 1448 với số điện thoại cho bà được nè. Chút nhanh trên livestream không có áp dụng bên ngoài vậy các chị. Cái gì mình chờ em xíu em kiếm cái đồng khác em treo lên ha. Kiếm đồng khác treo lên nha mình. Rồi. Rồi. Bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã số 1448299 ngày nào cả nhà nha. Chất liệu vải vân tơi các chị, đồng này khá là dài đúng không? Em cao 1m65 này các chị. Nó dài nè. Đó. Phủ luôn cả bắp chân của em. Rồi chị nào mà mình cao tầm 1m45-50 dài tới mắt cá chân nha. Mẫu em đang mặc cho người mã số 1448299 đồng. Đồng này có đúng màu duy nhất. Cổ lụa màu đỏ cho cả nhà mình. Đường may mũi chỉ thì nó sắc nét tới từng mm luôn này các chị. Đẹp không ạ? Khóa kéo phía sau lưng nha mình ha. Phần tay thì sẽ là may một lớp. Thân váy em sẽ may kỹ cho cả nhà mình hơn hai lớp ha. Phần eo sẽ có xếp ly dúng như thế này nè, xòe cho cả nhà mình luôn. Hai lớp, hai túi, khóa kéo phía sau lưng. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1448. Đồng đang mặc trên người mã sản phẩm là 1448 à. Chị khách nào mà đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1448 với số điện thoại trên màn được nha các chị. Chị có giá là 299.000 ha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mẫu khác. Cả nhà ơi, đang theo dõi bài livestream của em á, các chị mình chấm bài tương tác giùm em cái nha. Đang theo dõi cả nhà chấm bài tương tác giùm em cái nha các chị ơi. Thích đồng này nào thì mình đặt hàng sớm cho em, và muốn em mặc lên mẫu đồng nào cứ việc bình luận thoải mái nha. Mặc vừa thì mình đặt hàng nè, thích thì mình đặt hàng, còn không thích thì em lên cho mình nhiều mẫu khác. Em có rất là nhiều mẫu cho cả nhà chọn lựa luôn ạ. Rồi bây giờ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mẫu đồng khác nữa nha. Tiếp tục. Mẫu em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1444 ạ. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1444. Chị nào mình chưa có cái đồng này của em thì mình đặt hàng sớm cho em nha các chị ơi, em còn size L ha. 50 cho tới là tầm 55kg, mặc đẹp thoải mái cho em luôn ha. Đó, cái gam màu da cho cả nhà mình ha, và có phối cho cả nhà mình kim sa lấp lánh luôn. Đó, và từng cái nút kim sa ở đây thì em đều may hết cho cả nhà mình. Không dán ép cũng không đính kem nha các chị, tất cả đều là may hết. Cái phần tay này cả nhà ơi, nó may cho mình theo cái hình chiếc lá nè. Kim sa lấp lánh như thế này luôn. Từng viên kim sa ở đây là may hết nha các chị. Không có dán ép, không có đính keo nha. Mình không có sợ bong tróc gì hết trơn nha. Phần chân của vậy này các chị. Phần chân của vậy nè. Nguyên một dàn chiếc lá dưới phần chân y chang như ở trên tay này luôn. Rồi sale luôn cho cả nhà mình ha. 149.000 đồng mã số 1444. Em chỉ còn size L. Cả nhà mua mặc cũng đẹp, mua tặng cũng sang đó các chị. Mã số là 1444 nha. Giá 149.000 đồng. 50 cho tới 55kg. Em nào mày 50 cho tới 55kg nha các chị. Và cái eo, eo là eo tầm 68 cho tới eo 74. Eo 68 tới eo 74 nha các chị. Rồi mẫu đang mặc trên con mã số 1444, eo dưới 74 cho em. Cân nặng thì dưới 54kg cho em nha các chị. Mã số 1444, giá sale ngày hôm nay 149.000 đồng luôn. Đẹp không các chị ơi? Xuất sắc luôn nha. Mê quá trời quá đất luôn nè. Mã số 1444, chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên liền giùm em nha. 1444 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị ơi. Chúc ngay trong bài livestream ngày hôm nay không có áp dụng ở ngoài nha. Cả nhà đặt hàng nhanh tay lên đơn thật là sớm nha. Em tư vấn và chờ hàng nha các chị. 1444 và kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha. Giá xem ngày hôm nay là 149.000 đồng thôi nè. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một mẫu nam khác nữa nha. Lung linh lấp lánh như thế này còn gì nữa cả nhà ơi. Xin thật sự luôn nha. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ liên dụng em tư vấn nha các chị. 1444 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị. Chốt nhanh trong bài lại trưa ngày hôm nay không có áp dụng bên ngoài nha. Mình cố gắng đặt hàng thật là sớm nha. Em tư vấn và chờ hàng luôn nha các chị ơi. Cố gắng mà đặt hàng sớm em tư vấn nè. Em sẽ lên cho cả nhà cùng xem thêm cái em đồng vest nha. Màu kem đất, nhiều dạng gọi là màu nâu tây ạ. Chị Trà My 53kg vừa luôn chị. Đằng này còn 12 cái sen lời vậy. Mấy cái mẫu đồng mới sắp em không có về đi về lại cái chị uổng quá ha. Phải mà về đi về lại thêm nha cả nhà mình. Tại vì có nhiều mẫu em bán rất là chạy luôn. Mà cả nhà mình hỏi mà em không có luôn á. Chị em xíu nha. Em thay thêm nha, mà xem thêm cái em đồng này màu nâu tây. Phải nói là siêu sang á cả nhà mình luôn ha. Mẫu đồng này mã sản phẩm là 1449 ạ. À. Tiếp tục đồng em đang mặc cho người mã sản phẩm là 1449 ạ. À. Đồng này chất là vải cô tông lạnh nha cả nhà mình ha. Vải này khá là dày dặn luôn á. Mặc lên đứng thon chuẩn dáng nha cả nhà mình. Và có khóa kéo phía sau lưng. Mẫu em đang mặc cho người mã sản phẩm là 1449. Chị khách nào mình đặt hàng tranh thủ nha các chị ơi. 1449 với số điện thoại cho em là được nè các chị. Đồng này thiết kế ra cổ vét cho cả nhà mình. Đường may mũi chỉ nó xuất sắc như thế này. Kèm thêm cúc bọc nha các chị ơi. Dễ thương không? Đó.
không có sợ lộ gì hết, ngay phần giữa này luôn nha, nhấn eo nè, siết eo là nhìn cái eo của mình nó sẽ gọn hơn. Rồi ngay cái phần eo này các chị, em sẽ có nhíp phồng ngay đây hai cái nha, sau lưng cũng y chang vậy luôn, cả nhân diện lên á nó sẽ có cái độ phồng xòe tự nhiên, che khéo là cái vùng bụng rất là tốt. Riêng cái em làm này hôm nay sale và nở sale bất ngờ luôn ha, 249.000 đồng luôn ạ. Mẫu đang mặc trên người mã số là 1449, 249k ngày hôm nay nha các chị, 1449 với xuyên thật 40 cho tới 65-66kg. Và em tối nay tầm 8-8 sẽ đổ về. Mẫu đầm nào có size cả nhà mình nhanh chóng đặt hàng sớm nha. Nhiều khi ngày mai ngày mốt cả nhà quay lại đây là nó hết hàng rồi đó các chị ạ. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã số là 1449, đầm em đang mặc trên người mã số 1449. May cho cả nhà mình một lớp nè, kèm luôn hẳn hai túi, có luôn cả khóa kéo phía sau lưng. Hôm nay sale shop cho cả nhà mình luôn ạ. Chỉ còn có giá tiền là 249.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay thôi. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm lấy giùm em nha, 1449 và kèm luôn cho em cái số điện thoại là được các chị yêu ạ. À, chúc ngay trong bài livestream ngày hôm nay không có áp dụng bên ngoài nha, cố gắng mình đặt hàng sớm lấy giùm em tư vấn và chờ hàng luôn. 1449 với số điện thoại cho em là được luôn ạ. À, rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1449 cả nhà nha. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên giùm em tư vấn và chờ hàng chờ size cả nhà mình luôn ạ. À, số lượng có hạn nha các chị, đặt hàng sớm thì dùng em tư vấn và chờ hàng luôn. 1449, 249.000 đồng trên like cả nhà nha. Em cầu 1m65, đầm này em mặc cũng phụ gối với em nè. Riêng cái mẫu đầm này cả nhà có thể mặc đi chơi, đi tiệc, đi làm, công sở, dạy học, văn phòng đều đẹp luôn nha. Mã số sản phẩm là 1449, con dễ thương quá các chị ơi. Rồi ngoài ra nếu như cái phong vest á, em đang có cái mẫu vest này em sale còn có 100 mấy, cái vest này em sale còn có 100 mấy, cái phong cực kỳ dễ thương luôn. Rồi để em lên thử mình coi luôn nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1449 nha các chị. Giá sale ngày hôm nay 249.000. Giá sale ngày hôm nay là 249.000 đồng cả nhà nha. Đặt hàng đầm này thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em. 1449 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được. Giá sale ngày hôm nay 249.000 đồng nha các chị. Chị khách nào mà đặt hàng thì mình tranh thủ lên giùm em nha. Mã số với số điện thoại cho em như vậy là ok luôn nè. Rồi đây, tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mẫu đầm khác nữa ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1409 nha. Tiếp tục đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1409 nha các chị ơi. Xinh lắm luôn ạ. 1409 em đang có cho cả nhà mình được á. Một lớp nha, một túi khóa kéo phía sau. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1409. Chị nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em 1409 với số điện thoại trên là được này các chị. Số lượng có hạn cả nhà nha. Đó, cổ vest cho các chị yêu mình. Tay ngắn luôn, dán chữ A. Có thêm cái túi nha các chị. Túi này túi hộp nha. Nắp đóng lại cho mình luôn, kèm luôn là cái nút bọc mà nút ngọc trai phía trước. Trên váy xếp ly như vậy. Giá ngày hôm nay là 159.000. Mẫu em đang mặc trên người 1409 nha, 159k. Còn xe M thôi cả nhà ơi, trời ơi ổn quá. Bao nhiêu chị mình hỏi sao là ủa thấy em mặc mẫu này hoài. Em không mỗi xe M thôi các chị ạ. Xe M thì ít chị nào đặt hàng lắm. Nếu như mà đầm này em còn đủ 4 size thì chắc chắn là bán rất là chạy luôn. Tại vì nhiều chị khách size lớn hỏi em lắm. Còn xe M thì chị 40 cho tới 50 kg tầm khoảng đó thôi các chị ạ. 40 cho tới 50 kg em tối đa tầm 70 độ lại thì mình sẽ mặc đẹp thoải mái nha. Chị nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn nha. Mẫu em đang mặc trên nguồn mã số 1409, giá sale ngày hôm nay là 159.000 đồng. Chỉ còn có giá là 159.000 đồng thôi ạ. Chị khách nào mình đặt hàng tranh thủ lên giùm em nha. Chúc cô tông lạnh cho cả nhà mình, vải dày dặn xịn sò nha các chị. Khóa kéo phía sau lưng ha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1409 nè. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em. Giá sale ngày hôm nay là 159.000 đồng cả nhà nha. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn thật là sớm nha. Em tư vấn và chờ hàng nha các chị. Cái gam màu da này cho cả nhà mình đó, cái gam màu nu nè các chị. Khi mà cả nhà mình diện lên á thì cái da của mình á nó rất là trắng, không hề kén da và cũng không hề kén dáng gương mặt luôn. Xinh hay cái chị đó, cái chị có thể mua tặng cũng được luôn nha. 159.000 đồng thôi, mẫu đang mặc cái người 1409. Với lại em có cái mẫu đầm này gần hết hàng rồi đó các chị ạ. 1478 nha, em gần hết hàng rồi nè. Cái mẫu đầm này nè các chị ơi, ôi xe M và là XL gần hết rồi cả nhà ơi. Còn có vài cái, xe M còn 15 cái, XL còn 13 cái, còn lại là size L với lại size 2X còn chưa đó thôi à các chị ạ. Đây bây giờ sẽ lên luôn cho mình ha. Màu đen có thể mặc đi chơi đi tiệc được.
Rồi còn mẫu em đang mặc cho người mã sản phẩm là 1409. 1409 ngày hôm nay em sale rẻ cho cả nhà mình luôn ha. Với mức giá chỉ có là 159 ngàn thôi. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. Là 1409 với số điện thoại cho bà được nha các chị. Giá sale ngày hôm nay là 159 ngàn ha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một mẫu nào khác nữa ha. Ân nằm nào đặt hàng sớm đi dùng em nha các chị. Em tư vấn luôn nè. Mã hàng với số điện thoại cho bà được luôn ha. Rồi đây, chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mẫu khác. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1478 ạ. À. Tiếp tục đồng em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1478 cả nhà nha. Được 4 size luôn. 40 cho tới là tầm 68 kg mặc đẹp thoải mái. Và eo tối đa thì eo tầm 88 độ lại. Cả nhà mình sẽ mặc đẹp luôn nha. Dễ thương nha các chị. Sang, đi chơi đi tiệc được. Đi làm công sở dạy học văn phòng được luôn. Quá xuất sắc luôn, đầm nào cũng đẹp hết trơn các chị ạ. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc cho người mã sản phẩm là 1478. 4 size cho cả nhà mình, với chiếc lưỡi vải von cho cả nhà mình ha. Nền vải màu đen cho các chị mình và có phối cho mình. Von này von nổi nha các chị. Những cái nụ nổi là như thế này nè, là chỉ kim tuyến nha. Và chỉ kim tuyến màu đen nó sẽ lấp lánh full cả đầm cho cả nhà mình luôn ha. Đó, cả nhà mình á, tuy rằng chỉ này là có kim tuyến, nhưng mà cái chỉ kim tuyến là màu đen. Cho khi các chị mình mặc ban ngày thì nó cũng rất là vừa vặn để mình mặc luôn. Còn nếu như là cả nhà mình mặc ban đêm á thì nó cũng không có quá lè lẹt, nó sẽ lấp lánh nhẹ nhàng như thế này nè các chị ạ. Rồi hôm nay sale rẻ luôn nha. 349.000 đồng 40 kg cho tới là tầm 68 kg nha các chị. 349.000 đồng mẫu đầm này nha. May cho cả nhà mình kỹ hai lớp kèm luôn hai túi và khóa kẽ phía sau lưng, mà sản phẩm là 1478. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Giá sale ngày hôm nay là 349.000 đồng nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để dùng em tư vấn và chờ hàng luôn. 1478 với số điện thoại cho bà được cả nhà nha. Chúc nhanh tâm live stream hồng có áp dụng bên ngoài nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để dùng em tư vấn và chờ hàng luôn nha. 1478 với số điện thoại cho bà được nha các chị ơi. Chúc nhanh trong bài live stream ngày hôm nay hồng có áp dụng bên ngoài nha các chị. Cố gắng mình đặt hàng thật là sớm cho em tư vấn và chờ hàng luôn này các chị ơi. Đẹp xuất sắc ha. Đó, cái phần tay á thì em sẽ may cho cả nhà mình là một lớp nè. Phần thân váy em may kỹ hai lớp cho cả nhà mình, kèm hẳn cả nhà mình hai cái túi ở hai bên và có khóa kéo phía sau lưng nha các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1478 nha. Rồi đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1478 cả nhà nha. Chị khách nào mình đặt hàng đầm này của em thì mình tranh thủ lên đơn sớm 1478, giá sale ngày hôm nay là 349.000 đồng. Các chị đặt hàng cố gắng lên đơn sớm em tư vấn luôn nè. Mã hàng với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. 1478 giá 349.000 đồng duy nhất trong bài live stream ngày hôm nay. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng cả nhà nha. 1478 với số điện thoại cho em là được, giá sale ngày hôm nay là 349.000 đồng nha các chị. Đẹp không các chị ơi? Von nha. Von hoa, von nổi với cả nhà mình. Kim tuyến nổi lấp lánh, khóa kế phía sau lưng giá 349.000 đồng ạ. À. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm nha nha các chị. Đừng quên chia sẻ livestream này giúp shop. Ba được thôi là được ạ. À. Mình chia sẻ lên tường nha, vào nhóm và để với chế độ công khai là ok luôn. Rồi bây giờ tiếp tục sẽ chuyển thêm cho mình xem mẫu khác. Body đuôi cá nha các chị. Lên tiếp cho cả nhà cùng xem mẫu và đầm body đuôi cá. Chị Lê Thư 1478 hai cái nè, ok chị luôn. À tôm của chị hai cái đầm này sẽ được miễn ship chị nhé. Cứ đơn hàng trên 600 là mình đã được miễn phí giao hàng toàn quốc. Bên em cũng đang có bán phụ kiện nha các chị nào mà mình thích phụ kiện thì đây. Em có rất là nhiều mẫu phụ kiện nha cả nhà mình luôn ha. Chị nào thích xem thì em sẽ lên luôn. Hoặc là có thể nhắn tin cho bên em để các bạn gửi cho mình tất cả những cái mẫu để cả nhà có thể dễ chọn hơn ha. Có mẫu kèm giá luôn ạ. À. Chị Ngọc Phan, ok, 64 kg 2X chị. Đầm này riêng cái mẫu đầm này size M với lại size XL thì em gần hết. Em chỉ còn đa số là size L và là size hết thôi. Cả nhà mình chị khách nào mà mình mặc size L với XL thì mình tranh thủ luôn cho em nha. Để không nó hết ủ nha các chị. Bây giờ em sẽ lên luôn cho mình xem các em đầm này. Dán body đuôi cá. Rồi đây, mẫu em đang mặc cho người mã số là 1428 ạ. 1428 năm này thì em đang lẻ size các chị. Em chỉ cần các chị mình là 3 size thôi. Size L nè, XL lại 2X, 50 cho tới là tầm 65 kg ha. Đầm này chất lại vải von hàng cho cả nhà mình. May cho các chị mình á, hai lớp, khóa kẽ phía sau lưng.
Đa số thì em đồng nào cũng hơi kém phía sau hết các chị. Hồi nãy thì em có lên cho mình một cái em đồng thun á, có co giãn á, chất Atacy thì chỉ có cái đồng đó là trồng cổ. Còn đa số là những cái em đồng mà có kém phía sau hết. Có cái sợi dây để mình buộc eo. Thì trước mắt là em khoan hãy buộc trước nha. Em đứng ở cạnh mình xem. Đó, cái dáng đồng mà chưa buộc eo thì nó như vậy. Chị khách nào mình thích buộc á thì mình buộc lại cho em. Mình buộc phía trước cũng được, mình buộc phía sau cũng được nha. Và khi mà mình cột cái sợi tơ bé bé này vào eo này các chị, thì cái phần eo của mình nhìn nó sẽ có cảm giác như là nó sẽ nhỏ gọn hơn. Đó, và ba vòng của mình nhìn nó sẽ cân đối hơn rất là nhiều luôn ha. Đó, đẹp không các chị ơi. Vân hàng nha. Hai lớp cho cả nhà mình, hoa kẽ phía sau lưng. Nên gọi của nó là sọc caro nhỏ nhỏ như thế này, mặc lên thì chắc chắn là dáng của nó rất là cộng với những cái họa tiết mà nhỏ nhỏ như vậy nha các chị. Hoa nè, hoa màu vàng ha, lá màu xanh xanh. Dễ thương các chị ơi, em nào này mặc rất sang luôn. 199 ngàn luôn nha. Mẫu em đang mặc đang ngồi mã số 1428, giá sale ngày hôm nay 199 ngàn đồng. Mẫu em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1428 ạ. 199 ngàn. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1428 với số điện thoại cho mà được cả nhà nha. Chúc ngay trong bài livestream ngày hôm nay không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Cố gắng mình đặt hàng thật là sớm nha. Em tư vấn và chờ hàng luôn. 1428 với số điện thoại cho mà được cả nhà nha. Dễ thương không các chị ơi. 50 cho tới là tầm 65 kg, đầu này em hết size M rồi, đầu này hết size M cho chị khách nào mà mình tầm 40 đến 50 kg vậy chị lấy size L về nhà giúp em nha, bóp nhẹ phần eo giúp em. Đầu này thì em đã hết size M, chỉ còn L, XL, 2X, 50 cho tới tầm 65 kg, body đuôi cá cả nhà ha. Mấy đợt này thì ít về body quá ha các chị, mấy đợt này hơi ít về body. Có đâm cổ vuông mẹ đợt sau em có về nha chị, sắp tới là vài ngày nữa thôi là chị mình đã có đâm cổ vuông rồi. Chị Vi vuông ok chốt ạ. 1428 sale luôn cho cả nhà mình, chỉ còn có giá là 199 cái đồng thôi. Gom hàng cho chị mặc cái mẫu đồng này là ba mát luôn nè, dáng body đuôi cá, khóa kẽ phía sau lưng, mã sản phẩm là 1428. Chị khách nào mình đặt hàng đồng này của em thì mình nhanh tay lên đơn thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn. 1428 và kèm luôn cho cái số điện thoại là được cả nhà nha. Chốt ngay trong bài livestream ngày hôm nay không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Cố gắng mà đặt hàng sớm sớm cho em tư vấn luôn nè. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái em nằm khác nữa ha. Lên cho cả nhà mình cùng xem thêm cái em nằm này, họa tiết siêu xinh và siêu sang nha cả nhà mình. Em nằm này em lẻ hai size, em hết size M và là hết, em chỉ còn size L và là XL thôi. Rồi còn bây giờ mẫu em đang mặc trên người 1428, giá sale ngày hôm nay là 199 ngàn đồng cả nhà nha. Chị còn có giá là 199 ngàn đồng ha. Trước về vải von cho cả nhà mình, chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ cho em. Đó, nãy giờ cả nhà có dùng đơn đủ chưa? Phía sau lưng thì em có rất là nhiều mẫu, nãy giờ mà em chưa có mặc luôn nữa. Cả nhà thích em lên mẫu đồng nào có việc mình lột cho em lên luôn ha. Bây giờ em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái em đồng khác nữa ạ. Đây, đồng sơ mi họa tiết lạ mắt. Mẫu đầm này mã sản phẩm là 1476 nha các chị. 1476 chỉ còn duy nhất cái cả nhà là hai size cuối cùng thôi. Size L với lại size XL. Nhưng mà cái mẫu đầm này á thì nó form của nó khá là rộng á các chị, mình có thể ăn gian được tới tận 5 cân á. Cho nên là từ 50 cho tới là 65 kg mình vẫn mặc đẹp. 50 cho tới 65 kg. Đầm này mà em còn đủ size là tới 72 kg á các chị, eo từ tới 92 á. Nhưng bây giờ thì em chỉ còn cho chị mình là có hai size thôi, size L và là size XL thôi ạ. À. Rồi từ 55 cho tới là 65 kg. 55 ta. 50 cho tới là tầm 65 kg thì mình sẽ mặc đẹp mẫu này nha. Size L là tầm từ 50 cho tới là 58. Size L 50 tới 58 kg. Size XL 58 cho tới 65 kg nha chị. Đẹp ha. Chứ là bài cát thái. Chân máy có sẽ tà giữa như thế này nè các chị. Một lớp hai túi nè. Khóa kéo phía sau lưng mã số 1476, hôm nay sale rẻ luôn. 299 ngàn đồng. Và cả cho nhìn cái họa tiết giúp em. Cái họa tiết rất là sang. Cái họa tiết phải nói là cực kỳ sang chảnh luôn. Mẫu em đang mặc cái người mã số 1476 nha. Giá tiền sale ngày hôm nay là 299 ngàn luôn. Chị yêu nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm cho em luôn ạ. 1476 và kèm luôn cho em cái số điện thoại là được cả nhà nha. Chất cát thái mềm rũ nè, mặc lên phải nói là bao mát.
mát cho các chị mình. May một lớp kèm luôn hai túi, có khóa kéo phía sau lưng. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1476. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để dùng em tư vấn và chờ hàng nha. 1476 với số điện thoại cho mình được, giá sale ngày hôm nay là 299.000 đồng nha các chị. Chị Trần Nhân ok chốt đơn hàng 1476. Còn chị khách nào mình đặt hàng đầu này nữa, mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1476 kèm luôn kèm cái số điện thoại là được nha các chị. Chị Phi Vợ 1476 ok size L. Size L nằm này từ 50 cho tới là 58kg. Còn size L sẽ tầm từ 58 cho tới là tầm 65kg. Mình mặc đẹp nha chị. Giá sale ngày hôm nay là 299.000 nha. Chỉ còn có giá là 299.000 đồng thôi ạ. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1426 với số điện thoại 299.000 đồng nha các chị ơi. Rồi ok, bây giờ tiếp tục sẽ chuyển thêm cho mình xem thêm các em đồng này. Đồng lẻ size hôm nay sale rẻ rồi các chị ơi, 150.000 cái em đồng này nha. Chị Trân Hy ok chốt 1476. Em đồng này phải nổi quá đẹp chị ạ. Em 85 vừa size L cho chị. Nếu như đồng này em còn size XL thì mình sẽ vừa tới eo 92 luôn á. Nếu như size XL còn là vừa tới eo 92. Con mặt được tới là 70-72kg tầm đó luôn. Mà bây giờ em nói nó hết hàng rồi các chị. Đồng này đẹp lắm nè, em hốt hàng cái trước rồi đó. Cả nhà thích thì mình đặt hàng ngay nha, họ tiếp rất là đẹp, rất là lạ cho cả nhà mình luôn nè. Rồi, chuyển thêm nha, cả nhà mình cùng xem thêm mẫu khác nữa nha. Ưng nằm nào đặt hàng sớm thì giúp em nha, các chị em tư vấn luôn nè. Rồi đây, mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1410. Đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1410 cả nhà nha. Chất liệu vải thô cô tông lạnh cho cả nhà mình, cổ vuông cho các chị mình ha. Tay ngắn, dáng đầm chữ A nè, phần trên váy sắp ly này có chị, xòe ra theo hình cánh quạt. Khóa kẽ phía sau lưng kèm luôn cho cả nhà hai cái túi. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1410 ạ. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm nha em luôn. 1410 với số điện thoại, giá sale ngày hôm nay là 149.000 đồng. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1410 cả nhà nha. 149.000 đồng thôi. 1410 giá sale ngày hôm nay là 149.000 nha các chị, 149.000 đồng. Chất liệu vải này vải cotton lạnh nha các chị. Hàng vải này thì khá là dày dặn luôn nha, mặc lên đứng phao rồi các chị. Gam màu này là màu xanh min nha cả nhà mình, một cái gam màu rất là ngọt luôn, thì cái màu đẹp hết về rồi các chị ạ. Để đợt sau có về màu xanh khói. Đợt xem có về màu xanh khói cho cả nhà mình. Cái gam màu này chắc mai mốt có về nhưng mà không có về phong này nữa. Mẫu em đang mặc trên người màu xanh min, một gam màu rất là ngọt ngào cho cả nhà mình luôn ha. Phần trên váy xếp ly xòe ra theo hình cánh quạt cho cả nhà mình nè. Một lớp kèm hai túi, câu hoa kéo phía sau. Giá sale ngày hôm nay 149.000 đồng luôn này các chị. Cái hàng lại có tông lạnh thì vải của nó khá là dày dặn ha. Mặc lên đứng phong này các chị dễ thương ha. 40 cho tới 50kg, eo tới đây tầm 70 độ lại cả nhà sẽ mặc đẹp luôn cho em. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1470 ạ. Ủa 1410 ạ, 149.000 đồng. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1410, giá sale ngày hôm nay là 149.000 đồng. Chị khách nào mình đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1410 với số điện thoại cho mà được nha các chị. Đẹp quá trời quá đất luôn á. Vải khá là dày dặn, mặc lên phải nói là đứng form nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để dùng em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Mã số với số điện thoại cho mà được nha các chị ơi. Chúc nhanh công bài đại trưa ngày hôm nay không có áp dụng bên ngoài nha. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để dùng em tư vấn nha các chị. Rồi mẫu đồng này cũng đã khép lại bài livestream tối ngày hôm nay các em rồi. Chị khách nào mình vào sau có thể có lại bài livestream này hoặc là đón xem nhưng mà livestream kế tiếp cùng anh em vào ngày hôm sau nha. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ.